qua đánh dấu tròn 100 ngày kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Hơn 3 tháng giao tranh đã khiến hơn 25.000 người của cả hai phía thiệt mạng. Hàng triệu người tại giải Gaza lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng xung đột vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. 100 ngày sau các trận oanh tạc dữ dội nhất thế giới từng chứng kiến kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, những con số thống kê cho thấy mức độ thiệt hại khủng khiếp tại giải Gaza. Gần 24.000 người Palestine thiệt mạng, chiếm khoảng 1% dân số giải Gaza. 359.000 ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy, có nghĩa là cứ 10 ngôi nhà ở giải Gaza thì có 6 ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy. Hơn 80% trong số 2,3 triệu người dân ở Gaza mất nhà cửa phải đi di tản triền miên từ khu vực này tới khu vực khác. Khoảng 1/4 dân số Gaza đang bị đói. Chỉ 15 trong số 36 bệnh viện tại vùng đất này còn hoạt động một phần. Kể cả khi cuộc chiến dừng lại lúc này thì giải đất này cũng không tránh khỏi một cơn đại dịch y tế khi mà trung bình 220 người ở Gaza chia sẻ một nhà vệ sinh. Chỉ cần một năm nữa thôi, tỷ lệ tử vong tại Gaza sẽ lớn hơn thời điểm dữ dội nhất của cuộc chiến. Tình hình rất khó khăn. Ngày nào chúng tôi cũng phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác, từ Deir al-Bala đến Khan Yunis rồi đến Rafah. Giá cả thì cao mà cũng chẳng có hàng hóa, không có cả nhu yếu phẩm, chẳng thể sống nổi. 100 ngày qua dài như cả một đời. Đó là những ngày tồi tệ nhất mà chúng tôi từng trải qua. Tôi có cảm tưởng như đang trong một cơn ác mộng mà chẳng thể thoát ra. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu có còn tồi tệ hơn bây giờ? Chúng tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Chẳng có niềm tin hy vọng nào, không có dấu hiệu nào về thời điểm mọi người có thể trở về nhà, hay thậm chí là họ sẽ trở về hay không. Sẽ phải mất nhiều năm để vùng đất này phục hồi. Chẳng ai biết chắc việc tái thiết sẽ ra sao và ai sẽ là người chi trả cho việc đó. Dù phía Israel đã đưa ra thông tin về việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn miền Bắc Gaza từ tay Hamas, và cuộc chiến đang chuyển sang một giai đoạn mới bớt căng thẳng hơn, với ít quân tham dự hơn, ném bom ít hơn và tấn công có chọn lọc hơn. Nhưng số thương vong những ngày gần đây do cả hai phía công bố phản ánh một thực tế là sau 100 ngày, chiến tranh vẫn khốc liệt như ngày đầu và Hamas vẫn chưa đầu hàng. Đáng quan ngại hơn, cuộc xung đột Israel-Hamas đã và đang gây ra những hệ lụy nguy hiểm về an ninh với toàn khu vực Trung Đông. Chỉ một ngày sau khi Israel phát động chiến dịch không kích vào Gaza, hôm 8 tháng 10 năm 2023, lực lượng Hezbollah tại Liban đã nã pháo vào trang trại Seba do Israel kiểm soát nhằm chia lửa với người Palestine ở giải Gaza, chính thức khơi mào cho đợt giao tranh ác liệt qua biên giới kéo dài gần 100 ngày qua giữa Hezbollah và quân đội Israel. Quan điểm của chúng tôi là mặt trận Liban được khởi động chỉ nhằm mục đích hỗ trợ Gaza, đoàn kết với Gaza và sát cánh cùng Gaza. Mục tiêu là ngăn chặn sự xâm lược chống lại Gaza. Vì vậy, hành động gây hấn nhằm vào Gaza phải dừng lại và sau đó chúng ta sẽ nói về Liban. Một hệ lụy nguy hiểm khác từ cuộc chiến tại giải Gaza là khiến cho bất ổn gia tăng nghiêm trọng tại khu vực Biển Đỏ. Một mặt trận đối đầu quân sự mới đã chính thức mở ra tại đây giữa nhóm vũ trang Hồi giáo đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Yemen là Houthi và liên quân của Mỹ cùng các đồng minh. Houthi công khai tuyên bố rằng các cuộc tấn công của mình nhằm mục tiêu gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch ở giải Gaza. Ngoài hai điểm nóng trên, chiến sự tại Gaza còn làm bùng phát vòng xoáy bạo lực nghiêm trọng tại khu bờ Tây, khiến hàng nghìn người Palestine thương vong, đồng thời kéo theo làn sóng tấn công vũ trang với tần suất chưa từng có nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria. Những căng thẳng đang diễn ra trong khu vực giữa liên minh do Mỹ dẫn đầu và liên minh do Iran dẫn đầu, và tại bất kỳ thời điểm nào luôn có nguy cơ một điều gì đó có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra một cuộc xung đột rộng hơn trên toàn khu vực. Ngoài tác động trực tiếp tới an ninh khu vực trên thực địa, cuộc xung đột Israel-Hamas còn khiến nhiều mối quan hệ bang giao quốc tế rơi vào tình trạng khủng hoảng. Hamas bị nhiều nước trên thế giới lên án vì đã phát động chiến tranh, nhưng Israel cũng bị nhiều nước trên thế giới phê phán nặng nề về cách thức tiến hành chiến tranh ở giải Gaza. Dù vậy, Israel vẫn tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến khi phi quân sự hóa giải Gaza và không ai có thể ngăn cản nước này đạt được mục tiêu của mình. Israel tuyên bố tiếp tục cuộc chiến trong năm nay và sau đó sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Gaza. Có lẽ trong nhiều năm tới, họ nói rằng Hamas sẽ không có vai trò gì ở giải Gaza trong tương lai. Mỹ và cộng đồng quốc tế lại đưa ra quan điểm rất khác. Họ cũng không muốn sự hiện diện của Hamas ở Gaza, nhưng lại ủng hộ sự trở lại của chính quyền Palestine. Có thể thấy các bên chưa đạt được sự đồng thuận ở những vấn đề cơ bản nhất.
theo nhiều chuyên gia khu vực và quốc tế, dù vẫn chưa đi đến hồi kết, song với những tác động và hệ lụy gây ra trong 100 ngày qua, cộng với sự chia rẽ quan điểm sâu sắc giữa các bên quốc tế, cuộc xung đột Israel-Hamas đã và đang khiến cho cục diện an ninh địa chính trị tại khu vực Trung Đông ngày càng trở nên rối ren, phức tạp, bất định và khó lường hơn trong thời gian tới. Liên minh châu Âu-EU đã mời ngoại trưởng các quốc gia Ả Rập và Israel cùng người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập tới Brussels, Bỉ để tham gia các cuộc thảo luận về giải Gaza bên lề cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU dự kiến diễn ra vào thứ Hai tới ngày 22 tháng 1. Việc trao đổi quan điểm giữa các bộ trưởng châu Âu và những người đồng cấp từ các quốc gia trong khu vực được kỳ vọng sẽ đóng góp cho nỗ lực đạt được hòa bình ở Trung Đông.